Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì hôm nay cửa hàng Thiện có dịp là gửi con máy cắt cỏ KV541 này đi về Lâm Đồng ha anh em, cho một bác khách. Thì bác khách này thì là lần đầu tiên sử dụng con máy cắt cỏ anh em, thì bác cũng kêu là nhờ Thiện làm một video hướng dẫn cách lắp ráp và sử dụng sao cho nó một con máy nó bền bỉ hơn anh em. Thì nhân đây thì cũng làm một video để đầu tiên thì để cho bác khách xem để biết cách sử dụng và lắp ráp con máy như thế này anh em đó. Và anh em mà mình quan tâm á, thì mình xem cho nó vui ha anh em. Thì bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 á, anh em đó, thì bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 thì bên thì cũng có chương trình khuyến mãi là tặng cho anh em một chai nhớt Huwena như thế này anh em đó. Chai nhớt này hiện tại là giá 170.000 anh em đó, thì cái này tặng miễn phí cho anh em luôn ha. Chương trình khuyến mãi của cửa hàng tặng cho anh em mình sử dụng cho nó vui nha anh em đó. Một chai như thế này là 170.000 ha, đó là khuyến mãi này. Và đồng thời sẽ tặng cho anh em là một ổ cước như thế này ha, sử dụng cho nó vui luôn nha anh em ha. Thì đa số anh em bà con mình thì sẽ dùng ổ cước là nhiều ha đó, thì cũng tặng kèm cho theo là một ổ cước luôn đó. Thì anh em thấy quà tặng ở đây là thành hơn 200.000 rồi ha, mà anh em được free ship nữa ha, được miễn phí ship nữa đó. Giá thì vẫn như cũ 3.500.000 miễn phí ship cho anh em, và được tặng hai món quà như thế này thì giá hơn 200.000 nha anh em đó. Thì rất là hấp dẫn ở cái chương trình khuyến mãi như thế này anh em. Rồi thì giờ thì sẽ mở con máy ra và giới thiệu anh em ha. Đó thì có một video giới thiệu kỹ càng về thông số kỹ thuật chi tiết rồi anh em ha. Đó thì hôm nay thì cũng nói chung là làm video cho mấy khách này xem, và đồng thời đó là thì cũng gửi, thì đồng thời đó thì cũng làm cho anh em mình xem cho nó vui luôn nha anh em. Đấy rồi thì đây là cái căn này ha, đó về mình mở ra nó sẽ có cái căn như thế này. Đây thì anh em thấy này, nó sẽ bọc trong cái bi như thế này. Rất là ok. Đó, đây là phần cần anh em. Đây thì tạm để qua một bên đi. Mình sẽ tìm hiểu về cái đầu nổ trước anh em, rồi mình sẽ lắp ráp lại và sẽ giới thiệu và sẽ hướng dẫn cho anh em cách mình sử dụng cho nó bền bỉ anh em. Đó, trong này sẽ gom cho anh em nè, sẽ có một cái túi như thế này cho anh em. Đây. Mở ra trong này thì anh em sẽ có một cái phễu đổ xăng ha. Thì hồi giờ thì bán rất là nhiều hãng máy cỏ rồi anh em ha, từ máy rẻ tiền tới máy mắc tiền. Chưa có hãng này mà nó tặng anh em cái phễu hết á. Chỉ có riêng con KV541 này thì nó sẽ tặng cho anh em cái phễu ha. Thì cái máy khoan đất Oshima thì có tặng cho anh em cái phễu, nhưng mà con máy cỏ thì chưa. Có chỉ có mỗi con này là tặng cho anh em cái phễu thôi nè. Rồi cái phễu. Rồi thì tiếp tục ở trong này sẽ có cho anh em là một cái máng cỏ. Thì anh em mình thấy ha, máng cỏ này thì giống cái mẫu cái máng cỏ của con Husqvarna 541 ha. Thì hai thằng này nó dùng chung mẫu thiết kế. À, anh em, đó nên thì anh em có thể thấy bên ngoài hình dáng thì nó thiết kế ý sự nhau. À đây là cái máng cỏ này. Thì cái máng cỏ này người ta đã được gọi là người ta nghiên cứu anh em. Thì mình nó cho ra một cái máng cỏ không to quá cũng không nhỏ quá ha. To quá thì nó sẽ nặng, khi anh em cắt cỏ, cắt cước, cắt đất đá nó văng trong này thì nó sẽ làm nặng cái đầu ngay cái phần máng cỏ á, thì trong quá trình sử dụng nó sẽ mỏi tay ha anh em. Thì và nó, nếu mà nó nhỏ quá thì nó sẽ không cắn đủ cái lượng đất đá văng cho người anh em, nó sẽ gây khó chịu trong quá trình sử dụng anh em. Thì cái máng cỏ này là tiền thấy đánh giá được là cái máng cỏ rất là ok ha, không to quá không nhỏ quá, vừa phải để mình sử dụng. Rồi đây trong đây nó sẽ có anh em tiếp tục là một cái kính này ha. Thì mục đích của nó là để an toàn lao động anh em đó. Thì trong quá trình mình cắt cỏ thì đất đá ha, đất đá thậm chí là những cái thứ xung quanh rất là nhiều thứ nó văng tùm lum tà la hết, thì nó có một cái kính như thế này để bảo vệ đôi mắt của chúng ta ha anh em. À, được bọc trong một bì cũng khá là ngon lành luôn. Rồi tiếp tục sẽ có gì đây? À thì con này nó sẽ có cho anh em là một ổ cước này là ổ cước tự động nha anh em. À, ổ cước tự động đó, thì ổ cước này rất là xịn sò luôn nha anh em. À, ổ cước tự động có rất là nhiều anh em lần đầu tiên thấy ổ cước này luôn ha. À, có rất nhiều anh em tới đây mua máy kêu ủa cái này cái gì, không biết cái này là cái gì hết. Thì thực tế thì trên thị trường hiện tại rất là ít hãng trang bị cho anh em ổ cước như thế này, nên anh em nói chung là mình khó biết được ổ cước như thế này thì đúng rồi. Bởi vì đa số là thì những con kia thì tặng cho anh em là cái dao ha, thì con này nó sẽ tặng cho anh em ổ cước, một cước là ổ cước tự động anh em, rất là ngon lành luôn ha. Cước tự động, ổ cước này mà anh em mua ở ngoài thì phải 150-200.000 ổ cước đó ha, rất là mắc nhưng mà rẻ. Túi lông nghề này đó, thì trong túi lông nghề này nó sẽ có đầy đủ những cái dụng cụ để mình xử lý những con bệnh lặt vặt tại nhà nha anh em. Đây cái dao này, cái cước này, thì cái cước thì mình gắn cái máng cỏ nha. Rồi đây là cờ lê 10, cờ lê 8, ha, cờ lê anh em thấy ha. Tuy là đồ tặng kèm anh em thôi, nhưng anh em thấy để độ dày ha, độ dày của cờ lê rất là ngon luôn. Cái độ dày của nó anh em nó phải gấp
đôi ha, thậm chí gấp ba những con máy cắt cỏ Trung Quốc tầm thường nha anh em. Đó, những cái máy mà tầm bình thường anh em thấy cái đồ nó tặng thêm rất là dở. Nhưng con này anh em cờ lê này rất là dài luôn, rất là ngon lành luôn ha. Đó, hai đúc này để anh em cố định cái dây ga ha trong cái thân máy. Rồi, lục nhất 5 và lục nhất 4 ha, đầy đủ, lục 5 lục 4 này. Đây là cái bát để anh em bắt cái máy cỏ này ha. Tu vít nhịp và tu vít ba kê ha, đầy đủ cho anh em. Đó, thì với những cái thứ này thì anh em hoàn toàn có thể xử lý những cái bệnh đặc biệt là nha. Tục sẽ lại đi. Đó sẽ là đồ găng tay nha anh em. Thì găng tay của thằng 541 này sẽ trang bị cho anh em găng tay là rất là dày và có cả đây, có cả những cái chấm bi nha anh em, chấm bi bằng cao su để anh em vào trong quá trình lao động thì nó sẽ không bị trơn trượt ha. Bao tay rất là dày luôn anh em, chứ không phải là như bao tay con 413 nha. Bao tay con KB 413 thì nhìn nó rẻ tiền hơn, còn con này thì nó ngon lành hơn ha. Bao tay rất là dày và có những cái chống trơn trượt cho anh em luôn ha. Đó, thì ngoài ra anh em còn có được một cái túi như thế này để về vợ mình đi chợ nữa nè ha. Cái túi này mang đi chợ thì đựng tiền như ngày xưa nữa nè. Rất là ngon lành luôn ha. Đó, thì đó là những thứ mà trong đó, thì đó là tất cả những thứ mà trong cái túi đỏ này có nha anh em. Rồi tiếp tục, trong máy vẫn còn rất là nhiều thứ đây. Bình xăng dự phòng cho anh em nè ha. Thì bình xăng này thì nó rất là nhỏ thôi, thì đa số anh em mình mua về thì mình sẽ thay thế bằng mình những bình xăng 5 lít to hơn để dự trữ có ngon hơn anh em. Rồi đây là dây đeo. Dây đeo thì nó sẽ là dây đeo hai wire nha anh em, dây đeo hai wire hai bên ha, như đeo ba lô á, nên rất là êm ái, rất là nhẹ thôi. Và nó có một cái miếng đỏ đỏ đây thì để tựa vào đùi ha, tựa vào đùi để vào trong quá trình sử dụng mình tựa máy lên cái đùi mình anh em, nó đỡ bị mỏi thôi cái đùi ha. Rồi tiếp tục là tay ga ha, tay ga trái anh em, tay ga trái và tay ga phải ha, tay phải con máy đi với nhau luôn ha. Mở cái bì đây tay ga trái. À, đó đây là con máy, đây là con máy của chúng ta. Đó thì Huyền sẽ vừa lắp ráp và vừa nói chuyện cho anh em luôn ha, cho nó vui. Rồi thì sẵn tiền đây thì cũng lắp ráp để hướng dẫn cho các bác khách này cũng về bắt ráp anh em. Thì bởi vì hôm nay thì nó sẽ cái bước cái đóng gói của nó là một cái đầu nổ rời và cái cần rời, thì lắp ráp này rất là dễ thôi ha. Nhưng bác này thì bác lần đầu tiên sử dụng máy cỏ nên thì cũng hướng dẫn bác sử dụng về lắp ráp luôn. Đây thì về mình trải cái miếng giấy này ra mình ghép cho nó khỏi bị xước con máy nha anh em ha. Rồi đây đầu tiên đây thì anh em về anh em để ý là cái cần nó sẽ như thế này ha, mình quay cái ghi đông lên trên ha. Thì cái này thì Thiện chủ yếu là để hướng dẫn cho bạn khách của Thiện và những ai chưa biết ha anh em. Chứ anh em vào anh em kêu là những cái này đơn giản, nhưng mà thiệt ra thì cũng có rất là nhiều người chưa biết anh em ha. Anh em biết rồi thì mình xin cho nó vui, còn anh em nào chưa biết thì mình xin tham khảo ha, cũng chả mất mát gì hết. Xin cho nó vui thôi anh em. Đó rồi, rồi mình mở cái ốc nè. Đây thì anh em biết rồi, nhưng thì trong ai thì sẽ nói những điểm lưu ý ha. Đó, khi anh em mở ra anh em sẽ thấy một đống ốc như thế này, thì có rất là nhiều anh em mình cứ bóc đại mình ráp nhưng mà thật ra không đúng nha anh em. Đây anh em thấy ốc ngắn này ha, ốc ngắn sẽ có bốn con như nhau ha. Anh em sẽ lựa ra bốn ốc nó đều bằng nhau nè để anh em ráp cái bắp chuối vào ha. Cho anh em lắp ba con bằng nhau, anh em trọt mất một con dài như thế này thì con dài này nó sẽ ráp, nó sẽ cắn vô cái hoa lăng ha, cái hoa lăng cái băm điện anh em. Thì nếu mà tình trạng mà nguy cấp nhất á, là anh em siết cố vô nó sẽ bể cái miếng trắng ở ngoài như thế này, bể miếng này ha. Đó. Thì những cái này anh em, thì những cái này thì nó đơn giản ha, cũng không ai chỉ hết á. Thì Thiện cũng nói để anh em mình lưu ý ha, có rất là nhiều anh em mình lần đầu tiên về mình sử dụng á, mình lắp tầm bậy tầm bạ, mình lắp cái con dao vô đây là nó rất là ảnh hưởng tới máy anh em. Nếu mà nhẹ thì nó sẽ kẹt cái mâm điện thôi, thì anh em giật không được ha, giật không được. Còn nặng nữa thì nó sẽ bể cái miếng ốp ngoài này anh em ha, thì rất là không hay. Thì mình mua máy mới rồi mình dùng rồi mình chưa dùng mà nó hư mất thì nó lại không có hay lắm ha anh em. Đó thì đây thì anh em lựa đầu tiên anh em lựa bốn ốc ha, bốn ốc nó như nhau nè. Thì trong này nó ốc nó sẽ khác kiểu hết này, ốc dài ngắn khác kiểu hết, thì nó sẽ có bốn con ốc bằng kích cỡ nhau. Đó thì anh em sẽ lắp cái bắp chuối như thế này. Đây thì sẽ lắp lắp. Đó, này nó sẽ dùng lục 5 cho anh em. Đó, anh lấy lục 5 như vậy cho con, nhẹ. Đó, siết lực vừa phải nha anh em mà siết cứng quá thì nó sẽ bể đó ha. Bởi vì nó bằng nhôm. Thì cái gì vậy anh em? Anh em siết vừa phải là ok ha. Cái này chuyện làm video lên thì sẽ gá thôi để anh em mình tiết kiệm thời gian ha. Đó, thì sẽ gá cho nó dính thôi. Thì cũng không còn siết kỹ lắm. Nhưng mà khi anh em vào nhà anh em lắp thì chắc chắn anh em phải lắp kỹ nha. Nếu mà lắp nó gá cho nó chạy nó văng quắp đi đấy.
rồi đó, thế là xong cái phần mà lắp túi, ha, lắp túi, phần máy, rồi sẽ lắp lên đây mình sẽ lắp cái đi lông này đi, ha, đi lông, thì anh đi mấy, anh đi mấy, nhiều đi lắp nhiều đi, anh đi lắp như thế này, ha, mình sẽ bỏ lại như thế này lắp, mình lắp, nhưng khi đi lắp như thế này thì cái dây nó sẽ đi phía trên như thế này thì nó rất là gọi là nó vướng víu anh em, đó, anh đi lắp anh đi lòn cái tay dây dưới, đó, lòn nha, là điện nha anh em. Rồi cái này thì ốc dưới ốc cho nó là dùng 4 này, thì trong cái lúc này nó sẽ đầy đủ những dụng cụ để anh em lắp ráp máy nhá, mình đồng luôn 4 5, còn lên 10 còn lên 8 đó, còn lên 10 còn lên 8 để anh em mình điều chỉnh cái phần ga đi, điều chỉnh đủ cái ga đó. Rồi đây thì sẽ hôm nay tốc độ cho anh em mình tốn thời gian nha. Đây anh ghé ha, đi trong tay phải này, tay trái này đó, mình ok như này, cái này đi trong đồi, đi trong đồi này ha, anh em canh chỉnh sao cho mà nó vừa với tầm cái tầm tay của mình đó, là anh em xích lại ha, và đây thì ghé đợi anh em thôi ha. Rồi đó, ví dụ như thế này là vừa đi thì anh em xích lại, xích cũng vừa được anh em, và cái này cũng là bằng nhôm luôn, anh em xích mạnh thì nó sẽ bể đó. Rồi còn cái thằng dây đen này anh em xịt mỡ ra đây, đây đây đây, và nhét nó vào trong luôn ha, cho nó gọn gàng để đó như thế là ok. Còn nếu mà thích mà nữa thì mình lấy cái rút, con máy nó sẽ tặng kia này đi rút á, hai cánh cho nó rút, anh em rút ở trên này phát, rút này phát là xong à. Đó đó còn gì đâu, rồi tiếp tục máng cỏ cho anh em. Đây khi mà máng cỏ thì anh em sẽ lấy cái máng như thế này, lấy cái máng như thế này, ở dưới nó sẽ có hai con tán nha, mình để nha, nếu mà rớt thì mình sẽ bán bỏ lại cho anh em, mình lấy cái góc dài háo dài nhất anh em, háo dài nhất mình bỏ đây à. Thì cái máng cỏ này nó sẽ tùy thuộc vào anh em, mình ví dụ như mình thích xe ra ngoài á thì mình tăng ra, còn mình thích gần lại mình thì mình lại tăng lại thôi, cái này thì tùy thuộc một anh em ha, rất nhiều anh em thì mình thích như thế này thì nó mình điều chỉnh được ha. Đó thì đây vẫn là chuyện 1 năm này. Rồi, thì như những con khác thôi à, anh em xích này thì anh em xích vừa lực, nhắm vừa cứng là được rồi, không còn thì cứng lắm đi ha, thì ví dụ cái lực của này là vừa đi ha, thì bởi vì khi sử dụng á, nếu anh sử dụng cướp thì chắc chắn anh sẽ nới cái bánh cỏ này về mình một tí để bên cầu cứng nó ra đi, dây cứng nó ra gây hơn là gây rồi, anh em lại gần quá thì nó sẽ đụng cái thấy này. Rồi thì trong máy nó sẽ có một cái cắt cước này cho anh em này ha, bằng thép. Thì trong máy nó sẽ còn hai con ốc và hai con tán như thế này ha, để anh em lắp cái cắt cước đây đó, thì anh em có tùy chỉnh độ dài ngắn của cước để anh em lắp ha. Đấy, thì anh em có thể anh em thấy hình dung không? Đó, mình sẽ điều chỉnh này, mình thích dài ở đây hoặc là mình thích xe. Đó thì điều chỉnh cái này vị trí anh em, để khi anh em ví dụ như mình mà hết cước rồi đúng không? Mình xài cước ra. Đó thì mình canh cho nó đều á, thì mình chỉ cần xài cho nó dài dài và để vô đây ha, anh em có lắp ra rồi đúng không? Thì anh em sẽ có khoảng cách nhất định rồi. Anh em lên ra nó quay một vài vòng, nó cắt vào đây là cước anh em nó đều, nó không có bị rung lắc như anh em. Cho nên ví dụ như anh em ra cước anh em một reo bên dài bên ngắn thì cái đầu bò này nó sẽ rung lắc trong quá trình sử dụng nên nó sẽ không tốt nha. Đó, phần đầu bò đây á thì đây thì sẽ hướng dẫn luôn. Bởi vì cái bát này thì lần đầu tiên mới sử dụng nên thì sẽ hướng dẫn kỹ càng một tí. Anh em xem thì anh em xem cho nó vui. À, chưa biết thì mình tham khảo, còn biết rồi thì xem cho nó vui nha anh em. Đó. Thì cái đầu bò này á đây anh em thấy ha. Ở trong cái đầu bò nó sẽ có cái lỗ, và cái lông đờn này á nó sẽ có một cái lỗ trùng với cái lỗ đó luôn. Anh em chọc vào ha, chọc cái lỗ giật 4 này vào anh em ha. Đó, chọc vào là nó có thể giữ được cái cốt. Và khi anh em mở ra là con tán đó là con tán ra ngược ha. Đó. Mình mở vào này như bình thường, ví dụ như bình thường đúng không? Mình siết vô là nó ra anh em. Đó, nó ngược với lại ra. Nó ngược với lại ra bình thường anh em. Đó, mình siết vào mình có nhớ là ra ngược. Mình siết vào là nó ra, mình siết ra là nó vào ha. Đó. Thì cái lông đơn này thì sẽ vớt lại ha. Vớt lại cho nó vừa với ổ cước nha anh em. Đó, khi cái lông đình rin á nó sẽ to như thế này thì sẽ vớt lại ha, vớt lại nhỏ nhỏ để nó lọt vào ổ cước đó, cho anh em mình sử dụng ổ cước đó. Thì anh em lưu ý điểm này ha, những anh em mà mình sử dụng quen rồi á thì mình cái này thì chắc nó luật bất thành văn rồi, nó dính trong đầu rồi nên không cần nhớ là nó vẫn nằm trong đầu. Nhưng khi anh em mà chưa quen á thì anh em rất là dễ quên con tán này, là tán ra ngược nha anh em nhớ kỹ, tán ra ngược. Có nhiều anh em ví dụ mình mở ra mình cứ nghĩ là nó ra thuận, mình cứ đi đâu mình mở ra ha, ai ngờ là nó vô, nó cứ ngắt, nó gãy luôn ha. Có rất là nhiều anh em mình mắc cái trường hợp đó rồi ha. Đó, đó thì lưu ý cho anh em thôi. Rồi thì về phần cần thì anh em thấy ha, phần ống cần là phi 28, phần nhôm khá là ok. Đó thì tổng thể rất con máy như thế này anh em ha, máy khá đẹp. Máy này thì nó sử dụng chung một thiết kế với con Huawei 501 ha anh em. Thì anh em thấy ha, một thiết kế của Huawei 501 đó. Thì về mẫu thiết kế này thì anh em thấy ha, thiết kế rất là gọn gàng, nguyên khối, không có bị vướng víu như cái mẫu 143 nha anh em. Mẫu 143 thì cái Boe nó sẽ mềm lòi ra phía này. Rồi ở chỗ Boe, giữa Boe và cái thân máy nó sẽ có một điểm hở. Thì cái điểm hở đó nó sẽ làm vướng víu anh em trong quá trình anh em làm việc ha. Thì cái này nó làm liền khối luôn, nó rất là liền lạc.
thì tránh trường hợp vướng víu trong quá trình làm việc nha anh em. À, nắp giật ở đây đó, thì mẫu này là mẫu 2021, nắp giật không có trợ lực nha anh em. Đó, KV cái mẫu mà 2020 thì nó sẽ có nắp giật trợ lực cho anh em. À, nhưng mà cái mẫu đó thì nó giá nó thì khá là chát, à, giá rất là chát, giá nó hơn này nó cả 1,5 triệu là anh em. Đó, con này chỉ có 3,5 triệu thôi, anh được 3 xíu tầng nhà, đồng thời tặng cho nhớt, tặng ổ cước ha. Phần quà thì giá tới hơn 200.000 lận, rất ok nha anh em. Ha, nắp giật ở đây. Đó. Rồi thì về tổng thể thì có một video làm kỹ về con này rồi, anh em có thể lục lại và xem ha. Đó thì video này thì mục đích chính của Thiện là để hướng dẫn cái máy khách này lắp ráp máy ha. Đó thì Thiện sẽ không có đi chi tiết về thông số kỹ thuật nha anh em. Đó thì con máy này á, khi anh em mà sử dụng lâu dài muốn sử dụng bền á thì phải đảm bảo được những điều như sau. Đầu tiên phải nhớ là máy này là máy xăng pha nhớt nha anh em, thì xăng pha nhớt, xăng thì mình dễ kiếm rồi, nhưng nhớt thì anh em nên lựa chọn. Nếu mình có điều kiện mình chơi hẳn nhất Vena này luôn à, thì nhớt này thì theo Thiện biết là chưa có nhớt nhái thị trường nên mình tin tưởng sử dụng được ha. Chai như thế này thì chỉ giá khoảng 170.000 ha, tùy nơi bán nha anh em, có thể cao hơn 5.000 và thấp hơn 5.000. đó thì ở đây thì bán 170.000. nhớt như thế này anh em thì anh em có thể sử dụng tới 30 lít xăng lận nên sử dụng rất là lâu. Có nhiều anh em mình thấy nó nhớt 170 mình thấy mắc quá, nhưng mà thực ra nó không mắc đâu anh em. À, một chai nhớt như thế này mà pha được 30 lít xăng thì nó không mắc đâu, một tí nữa hết đó. Với 30 lít xăng á thì nó tầm đâu đó khoảng gần 600.000, mà giá nhớ có 170.000 nè. À, thì nó rất là rẻ thôi chứ cũng không có mắc gì đâu. À, hoặc là anh em có thể, nếu anh em sử dụng nhớt rẻ thì anh em phải biết chắc được rằng là nhớt đó là nhớt không phải là nhớt nhái ha, mình chọn địa điểm này mà bán hàng uy tín một tí, mình mua nhớt để tránh mình mua phải nhớt giả nhớt nhái nha anh em. Mình mà sử dụng nhớt giả nhớt nhái á thì nó sẽ hư con máy rất là nhanh chóng, xuống cấp con máy rất là nhanh thôi anh em ha. Đó thì đó là phần nhớt. Thì về cách sử dụng, đầu tiên anh em muốn sử dụng cái nắp giật cho nó bền thì anh em nên nhớ này, mình sử dụng này, mình phải kéo ra và cho chó nó ăn rồi mình mới giật. À đó, anh em thấy không, kéo ra cho nó ăn này rồi mình mới giật. À cho anh em để vậy, anh em giật luôn để vậy. Thì lúc anh em giật như thế này, giật mạnh lên ha, thì cái bu ly nó sẽ đập vô con chó với một lực rất là mạnh ha. Khi mình sử dụng như thế này mà như thế mà lâu dài thì chắc chắn cái ổ giật anh em nó sẽ không có bền ha. Muốn ổ bớt ở bền thì mình sẽ giật như thế này, kéo ra nó nặng rồi này, bắt đầu từ đây mình mới giật lên thì nó mới được ha, thì nó mới bền được nha anh em. Đó thì nó là điểm lưu ý ở phần cái nắp giật. Rồi thì phần cái bô này á thì Thiện thấy rất là nhiều trường hợp rất là vui anh em ha. Mình đi với thợ mình sửa, mình thợ thì coi chơi là gọi là đục bô luôn, cũng khoan lỗ tùm lum tà lại hết. Cái bô mục đích của nó là để giảm thanh nha anh em ha, anh em nên nhớ nha, cái bô mục đích của nó là giảm thanh chứ không phải là cái bô để cho máy mạnh đâu anh em. Đục lỗ thì máy nó mạnh hơn thiệt đó, nhưng mà nó rất là ồn, nó rất ồn. Lúc mà anh em đục bô rồi thì chắc chắn máy nó sẽ chạy hao xăng hơn luôn, đảm bảo anh em luôn ha. Bởi vì hơi nó thoát ra nhanh hơn thì máy nó mạnh hơn thì chắc chắn nó sẽ hao xăng hơn ha. Thì cái bô như thế này á thì bên nhà sản xuất họ đã nghiên cứu kỹ càng rồi thì mình cứ sử dụng thôi, chứ mình đừng có đi khoan đi đục cái bô ha, rất là ồn ào, rất cực kỳ ồn ào luôn. Bởi vì máy hay thì anh em, máy hay thì nó chạy rất là ồn rồi mà anh em còn đục bô nữa thì nó chạy cực kỳ ồn luôn, đau tai lắm. Đó thì cái bô này mình sử dụng thì trong quá trình sử dụng chắc chắn cái mùi than nó sẽ dính bên cái cổ bô ha, cái cổ bô mà bên cái nòng này nè, cái nòng đi ra cái bô này, thì lúc đó mình sẽ mở cái nắp này ra ha. Thì cái con mà 541 này nó thiết kế rất là hay là cái nắp bô này hay cái nắp chặn bô này, anh em chỉ cần mở một con vít ở trên ha, một ốc ở trên một ốc ở dưới là anh em có thể mở cái nắp này ra ngoài rồi, và khi đó anh em sẽ mở cái bô ra rất là dễ dàng ha anh em. Đó mình mở bô ra mình vệ sinh ha, vệ sinh cái cổ bô đó. Lần thứ hai anh em nên lưu ý trong quá trình sử dụng nhé. Cái thứ ba là phần lọc gió ha. Về lọc gió này thì chắc chắn anh em phải vệ sinh thường xuyên rồi, tốt nhất là anh em thường xuyên, nếu anh em xuyên anh em vệ sinh hàng ngày luôn ha. Đó, vệ sinh hàng ngày luôn là ngon nhất. Thì đó là ba cái ha. Còn một điểm nữa là ở bộ chế, thì cái bộ chế này khi anh em sử dụng, mình sử dụng liên tục thì không sao, nhưng trong quá trình sử dụng mình có một điểm nghỉ, chẳng hạn như mình làm hết cái vườn mình rồi khoảng nửa tháng, một tháng hoặc nửa năm sau mình sử dụng lại anh em, thì có rất là nhiều anh em là mình để im luôn và mình treo máy lên mình cất. Thì nếu anh em treo lên như thế thì trong quá trình thời gian qua anh em ha, thời gian nó trôi qua, xăng nó bốc hơi lên thì bộ ca anh em rất là dễ bị nghẹt, và qua mùa sau mình làm lại thì rất là khó nổ, hoặc thậm chí là nó hư luôn bộ ca, nó nghẹt không có vệ sinh được luôn. Và nên mỗi lần mà anh em sử dụng xong á thì anh em đổ xăng cho mình xăng lớn ra ha, anh em nổ máy bình thường, cho máy nó nổ ganti bình thường đến lúc là nó tắt hẳn luôn ha, và mình bóp vú xăng vài lần nữa để cho xăng nó ra hết, đó là ok. Thì lúc đó mình sẽ treo máy lên và mình cất bình thường, và nửa năm sau, một năm hoặc là thậm chí 2 năm sau mình
đổ xăng vô mình sử dụng bình thường luôn em, nó không có bị nghẹt bộ ca ha. Bởi vì trong xăng Việt Nam mình nó rất là nhiều chất tạp chất, và đồng thời là anh xăng là xăng phải nhớt nữa ha. Đó thì trong quá trình anh em để lâu á, xăng nó bay hơi đi, những cái thứ tạp chất và nhớt là những làm nghẹt bộ ca nha anh em. Đó thì đó là những thứ mà anh em cần lưu ý khi anh em sử dụng máy cắt cỏ ha. Rồi thì cũng muốn với em thì cũng xin cảm ơn bác khách ha, để tin tưởng nguồn cửa hàng ha. Thì anh em mà quan tâm về con mẫu KB 541 này ha, thì liên hệ đến số điện thoại dưới góc bên chụp thiền nha, hoặc để lại số điện thoại của anh em bên dưới phần bình luận thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về thông số kỹ thuật con máy KB 541 này cho anh em biết thêm thông tin nha anh em. Anh xin video cho Thiền một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm thêm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiền ra video á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm bên Thiền nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo.